Cứu thế nay đã thành hiện thực, nhưng nào có ai biết để đón nhận. Riêng chỉ có trẻ mục đồng giữa đêm khuya giá lạnh canh giữ đàn súc vật, Thiên Chúa đã sai thiên thần đến với họ. Sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ, và thiên binh sứ thần sẽ cất tiếng người.
cứu độ chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiệp hành với chúng ta bằng tình thương vô tận. Ước mong sao chúng ta luôn bước đi cùng nhau như ngôi lời Thiên Chúa đã đến để bước đi cùng chúng ta. Giờ đây, giờ canh thức đón chờ Chúa Giáng sinh cũng đang dần khép lại. Xin kính chúc quý cha, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn một đêm Giáng sinh an bình, thánh đức, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Amen.